Rồi, cũng nhận cho các em dạy cái đề là đo thì điểm quận 3 để tham khảo học kỳ 1 năm 2023-2024, thời gian 90 phút ha. Rồi, ở đây thì nó có hai phần là trắc nghiệm 2 điểm và tự luận là 8 điểm. Nhìn chung là đề quận 3 là tốt. Rồi, thì sẽ hướng dẫn cho em làm cái đề này trong vòng 90 phút. Câu 1, chúng ta đi vào phần trắc nghiệm nha. Trong các biểu thức đại số sau thì biểu thức nào không phải là đơn thức? Không phải là đơn thức, tức là nó cũng có cấu trúc giống như câu hồi nãy, đúng chưa? Thì cái không phải là đơn thức thì nó đa thức hoặc là phân thức hoặc là cái gì thức à, ngoài đơn thức ra. Chỉ câu A là sai, câu A là không phải là đơn thức là đúng vì là đa thức à, còn tất cả đáp án còn lại là đơn thức. Ở đây mình sẽ chọn đáp án là A, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đi vào câu 2. Giá trị của biểu thức fx bằng như này khi x bằng 3, y bằng 2. Thì mình sẽ rút gọn rồi mình sẽ tính giá trị của nó trước nha. Chỉ còn tính giá trị là sai đó. Thì rút gọn bài này sao? À, chúng ta sẽ nhân vô. Tức là bài này không có nhân đi chung được. Đây là x trừ 2, y trừ 2, x không giống nhau. Nhân vô ha. Là mình sẽ lấy là x nhân cho x, x nhân cho trừ 2y đó, rồi trừ y nhân y, trừ y nhân cho trừ 2x, x nhân x là x bình, đúng không? Đây, còn cộng với trừ hình trừ là trừ 2xy trừ y bình, cộng trừ với trừ thành cộng nha, 2xy. Rồi mình sẽ rút gọn lại, trừ 2y, 2y là mất nè, nha, còn lại là x bình trừ y bình. Rồi mình mới nói là giá trị của biểu thức f, vì f vậy là được ha. Khi x bằng 2y bằng 3 là, tức là mình thay vô x bình trừ y bình đó, là 3 bình trừ 2 bình. 3 bình là 9, 2 bình là 4 là bằng 5. Chúng ta chọn đáp án là C nha. Rồi, chúng ta đi vào câu số 3. Khai triển biểu thức này thì chúng ta nhớ được cái hằng bằng thức số 1 A cộng B bình phương A bình cộng 2AB cộng B bình nha. Thì ở đây khai triển này A đóng vai trò là x, B đóng vai trò là 2, đúng chưa? Thì nó bằng là A bình cộng 2 nhân x nhân 2 cộng B bình 2 bình. Rồi đây là x bình, 2 nhân 2 là 4x, 2 2 4, x trở lại 2 bình là 4. Và chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu 4. Là biểu rút gọn biểu thức này. Đây, mình ghi lại được biểu thức đó. X bình cộng x y chỉ x bình trừ y bình. Thường rút gọn là chúng ta đưa mẫu và tử về tích hết. Thì ở đây hai hạng tử đúng không? Nha. Hai hạng tử. À, cái này để cho nó nhanh thì lấy cái đề lúc nãy nó sẽ copy cho nó nhanh nha, để đánh máy đánh nó lâu được chưa. Đó, hai hạng tử đó ha, đó là nhân tử chung hạng thức. Rồi thì cái ở trên là nhân tử chung, bởi vì sao x bình với x y nó không có là
hằng thức thì đây nhân chung là giống nhau x, nhưng hôm nay là x nhân y, còn dưới là hằng thức x cộng y, hai bình trị với bình, x bình trị bình, đúng không? Ở trên giống nhau gì, x đem x ra ngoài thì còn là x cộng y, thì dưới ghi lại và rút gọn tử và mẫu giống nhau x cộng y, thì còn trên tử là x với mẫu là x trừ y, nên chọn đáp án B nha. Đó. Rồi. Chúng ta qua câu tiếp theo. Như thế nào? Phân thức này xác định khi, đó mình học rồi, cái xác định khi cái mẫu nó khác không. Được chưa? Chúng ta nhớ nha. À, là khi gặp cái phân thức fx chia cho gì gx, xác định khi gx khác không, nhớ nha. Đấy. Vậy cái phân thức đó xác định khi nào? Được. Khi gx khác không, gx là cái mẫu đó, hay x trừ tám khác không. Chưa? Đấy. Không. À, mình chuyển vế qua 2x sẽ khác 0 cộng 6 đó. Là 2x sẽ khác 6. Rồi mình chia hai số, x sẽ khác 6 chia 2 và x sẽ khác 3. Chọn án là D nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi vào câu số 6 nha. Phép tính này ra kết quả là như thế này. 2x trừ y chia cho 3x, chọn x cộng y chia cho 3x. Mình thấy mẫu chung của mình là 3x đó, đúng không? Mình đầu tiên là mình phải đưa mẫu về tích, và cái mẫu đó là tích luôn rồi. Sau đó mình không cần quy đồng nữa, giống mẫu luôn, mình lấy tử cộng tử thôi, không cần để ngoặc. Cái dấu cộng cũng không cần để ngoặc, dấu trừ mới để ngoặc thôi. Đúng không? À, lấy 2x trừ y cộng với x cộng y. Rồi chúng ta rút gọn x trước. 2x cộng với x sinh tử là 3x trừ y thì mất. Rồi với mẫu để lại, hiểu không? Rồi chúng ta sẽ 7x trừ 7x, hai cái giống nhau chia nhau rút gọn còn lại là 1. Vậy chúng ta chọn đáp án D nha. 6D. Rồi chúng ta sẽ qua câu số 7. Vậy là như thế nào? Tứ giác EFGH, cái này là H. Hình bên có số đo F là bao nhiêu? H nha. EFGH. Rồi, mình hiểu không? Cái tứ giác là tổng số đo là bốn góc là 360 độ. Đó, ha. Học E nè. Đúng không? Cộng góc F nè, cộng góc G nè, cộng H là 360. Thế thì ghi cái mũ hay làm biến ghi nha. Mình tự ghi cái mũ. F ta bằng lại cho nó nhanh. 360 trừ E trừ G trừ H. Thay vô. Góc E là để cho là vuông 90 đó. Góc vuông là 90 độ ha. Góc G cũng là góc vuông 90. Góc H để cho là 55. À, rồi mình lấy máy mình bấm ra 360 trừ 90 trừ 90 trừ 55 325 độ. Rồi chúng ta chọn là án D nhé. Ta sẽ qua câu số 8. Cho hình thang ABCD, AB song song với CD, góc A là 110 độ, tính số đo góc D. Thì chúng ta phải lấy cái hình thang ha. À, hình thang này nó không nói hình thang gì, là cái hình thang này là hình thang tùy ý. Được chưa? À, đây là thang tùy ý mà nó cho cái góc gì? Góc A bằng 110 độ thì chúng ta phải chọn điểm A để không phải phù hợp giống như 110 độ nha.
Rồi, AB là đáy nhỏ rồi, nha. AB là đáy nhỏ. CD là đáy lớn. AB xong CD có A trong sẽ đo góc D là bao nhiêu? D dưới này nè. Bạn đã hỏi hỏi số đo góc D là bao nhiêu? Được chưa? Đấy. Và rất là nhiều bạn không biết tính số đo này. Tức là AB song song với CD á, thì hai cái góc này là hai góc tổng, hai góc trong cùng phía ha, là nó sẽ bằng là 180 độ. Được chưa? Hay có bạn không làm cách đó, làm cách này. Tức là kẻ lố ra đây cái, đúng không? Tức là kẻ AD lố ra, mình dùng hai góc đồng vị á. Tức là mình tự dựng ra, hiểu không? Mình nhớ năm lớp 7 mình học rồi. Được chưa? Tức là mình sẽ tìm cái góc A1, đúng không? A1. A1 nó kề bù với cái góc A. Được chưa? Mà góc A1 với góc D là bằng nhau. Đúng không? Đấy. A1 với góc D là A là kề bù. Thì chỗ này nên ghi ít đi để cho nó cho người ta hiểu ha. À, dùng hai góc đó là hai góc kề bù á. À, sử dụng cái tính chất ở đây mình giải ra bài này. Dùng xoay le đồng vị ha, dùng đồng vị. Tức là ta có ta kẻ tia AX là tia đối của tia AD. Thấy chưa? À, thì ta có là gì? Cái góc BAX. Cái góc BAX không? Đó, góc BAX. Đó. Và BX nha, cái góc BX nha. Và cái góc gì? ADC là hai góc kề bù. Đúng không? Cái góc ADAC là góc D thôi. Đây thì lại D DAB DAB là hai góc kề bù. Góc kề bù là cộng lại nhiêu độ? 180 độ, hiểu ha? Năm lớp 7 mình học rồi. Lớp 6 mình cũng biết 180 độ. Rồi thì mình phải suy ra được cái góc BAX. Lấy 180 mình trừ cho cái góc TAB. Đúng không? À, 180. Mà DAB để cho chính là góc A. Được chưa? Là bằng 110. Bằng 70 độ. Rồi, mình mới có được cái là AB song song với CD. Đây là giả thiết, đúng chưa? Theo như lớp 7. Đó, này là thầy đang trình bày theo tiểu luận nha. Đó, giả thiết. Còn cái góc mà mình đi tìm là góc D. Góc D ha. Và cái góc gì? BAX ở vị trí như thế nào? Ở vị trí đồng vị. Đó, mình nhớ năm lớp 7 thì hai góc đó nó sẽ bằng nhau, đúng không? Hai góc so le hay đồng vị là bằng nhau, tạo ra do hai đường thẳng song song mới được nha, chứ không song song cũng có bằng nhau rồi nha. Dù nó ở vị trí đồng vị nhưng không song song cũng không bằng nhau nha. Nhau cái này chính là cái tính chất của hai đường thẳng song song. À, thì mình thay cái góc BX mình tính ở trên vô được là 70 độ. Rồi thì chúng ta sẽ chọn đáp án là B, đúng không? Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái phần trắc nghiệm. Giờ chúng ta sẽ đi vào phần tự luận. Rút gọn. Ở đây có 3 câu. A, B, C.
rút gọn thì nếu như cái bài mà không có mẫu thì thường chúng ta nhớ nha, rút gọn mà không có mẫu á, thường là chúng ta khai triển, là dùng chúng ta nhân, dùng khai triển heo là khai triển là nhân, là dùng thằng đẳng thức. Sau đó chúng ta rút gọn lại, được chưa? Không có mẫu thường là như vậy ha. Vì chỗ này chúng ta dùng thằng đẳng thức a cộng b bình phương, còn chỗ này chúng ta nhân, được chưa? Thằng đẳng thức a cộng b bình phương là như thế nào? A bình cộng cho 2ab cộng cho b bình. A đây đóng vai trò là đứng đầu, không cần để trong ngoặc. A đóng vai trò là x, b đóng vai trò là ba gì, a bình x bình, 2ab là hai nhân x nhân ba, ba bình. Rồi nhân thì nó biết công thức ha, lấy trừ x nhân cho 5, rồi lấy trừ x nhân cho x, rồi mình tính tiếp x bình để lại, cộng 2 nhân x nhân 3 là 6x, cộng 3 bình là 9, trừ x nhân 5 là 5x, trừ x nhân x là x bình. Rồi chúng ta rút gọn x bình trước, x bình này trừ x bình là mất, rồi 6x trừ 5x là x, cộng 9 để lại nha. Rồi là xong. Đó, là chúng ta đã thành được câu A. Rồi câu B. Câu B thì thường chúng ta muốn rút gọn biểu thức mà rút gọn nha, mà có mẫu á, thì chúng ta thực hiện thường thông qua là 4 bước nha. Bước 1 thì chúng ta là đưa mẫu về tích. Bước 2 chúng ta quy đồng tìm mẫu chung để trước ra để chúng ta tính toán và rút gọn trên tử, chúng ta rút gọn trên tử nha, rồi sau đó đưa tử về tích nếu được, nếu có. Bước cuối cùng đó là rút gọn tử và mẫu. Rồi xong. Thì bước 1 chúng ta đưa mẫu về tích, mà cái mẫu chỗ này là nó đang diện tích luôn rồi, đúng không? Nó đang có một mình nó, không có đưa gì tích gì được hết á. Đấy. Đúng không? Thì chúng ta dùng bước 2 là quy đồng tìm mẫu chung luôn rồi. Tại vì vậy dễ nó làm sẵn, rồi rút gọn tử thôi. Là trên tử là x trừ y. Trừ thì phải để trong ngoặc nha, cái viết sau phải để ngoặc, không để ngoặc là ta hết bài. Cái đầu không cần để ngoặc, nhưng mà cái sau phải để ngoặc. Mẫu chung. Rồi, sau đó mình đưa rút gọn bước 3 là rút gọn cái tử là mình phá ngoặc ra. Dấu trừ phá ra là đổi dấu. Trừ y bình cộng y x cộng y ghi lại, rồi rút gọn cái tử x bình để lại, trừ y với cộng y là mất, còn là trừ y bình, đúng chưa? Rồi đưa tử về tích, tử mình là x bình trừ y bình, mà đưa tử về tích cái này nó có hai hạng tử thì mình sẽ dùng cái gì đó. Mình sẽ dùng là nhân tử chung hoặc là hằng đẳng thức, đúng chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ dùng đó là nhân tử chung hoặc hằng thức nha. A bình trừ B bình, A cộng B, X, Y là AB, được chưa? X trừ Y. Rồi rút gọn X trừ Y, X cộng Y, còn lại là X trừ Y. Rồi là xong, câu B. Rồi, chúng ta rõ ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu C. Câu C chúng ta cũng vận dụng giống như vậy, chưa? Không có gì khác. Đấy. Thì bước đầu tiên là chúng ta đưa mẫu về tích. Thì x cộng 3, x trừ 3 là rồi, nhưng mà cái mẫu bên này là phải đưa về tích nè. 2x cộng 3. Mẫu bên này chính là gì? Đưa mẫu về tích có hai hạng tử, đúng không?
Hàng tử thì chúng ta sẽ dùng cái hàm đẳng thấp a bình trừ b bình, thì đây chính là x bình trừ 3 bình, đúng không? Đấy, rồi chúng ta sẽ dùng hàm thấp bên này nè, đó là x cộng 3 trừ 3. Rồi sau khi đưa mẫu về tích rồi trong quy đồng thì chỗ này cái mẫu đầu tiên nó thiếu, mẫu chung của mình là x cộng 3 x trừ 3, thì cái mẫu đầu tiên nó thiếu x trừ 3, nhân tử cho mẫu x trừ 3, đúng không? Cái mẫu tiếp theo là phân thức tiếp theo là cái mẫu x trừ 3 nó thiếu x cộng 3, thì mình nhân tử cho mẫu x cộng 3. Còn cái cuối cùng là nó đủ không, không nhân. Rồi bước tiếp theo, rồi rút gọn cái tử thì chúng ta để mẫu chung ha, mẫu chung là x cộng 3 x trừ 3, tử ghi lại 2x trừ 3 cộng là không cần để ngoặc nha, 3x cộng 3 trừ có một cái cũng không phải để ngoặc nha. Rồi bước thứ ba là rút gọn cái tử, muốn rút gọn cái tử thì chúng ta phải nhân vô 2 nhân x, 2 nhân trừ 3, 3 nhân x, 3 nhân 3. Rồi ghi cái mẫu là không có được đụng mẫu nha, để mẫu lại và nhân cái tử ra để rút gọn mới được. 2x tính cái tử ra cộng với trừ hình trừ 236 cộng 7x 339 trừ 6x cái cộng 3x trừ 3. Rồi rút cái tử lại là 2x cộng 7 là 5x, 5x trừ 6x là trừ x, rồi trừ 6 cộng chỗ 9 là 3. Được chưa? Rồi bước tiếp theo là đưa cái tử về tích nếu có, được không? Được. Thật ra đứng trước x mà rút gọn là không có dấu trừ, mà đưa dấu trừ ra ngoài thì còn lại đổi dấu là x trừ 3. Đúng không? Đó là đưa, đó là gì, tích, tích tức là đặt trừ 1 ra ngoài. Rồi bước thứ tư là rút gọn tử và mẫu, mình thấy giống nhau là x trừ 3 đúng không? Còn nếu mình để trừ x cộng 3 là không rút gọn được, vì rút gọn x trừ 3 thì còn trên tử là dấu trừ là trừ 1, dấu mẫu là x cộng 3. Rồi là xong. Hiểu ha? Đó, đơn giản như vậy thôi. Chưa? Rồi, chúng ta sẽ đi vào câu tiếp theo. Câu 2. Rồi. Bài này. Câu A là có hai hạng tử. Đúng chưa? Hai hạng tử là nhân tử chung hoặc là hàm đẳng thức, đúng chưa? Nhân tử chung không có, hàm thức đó là hàm thức mũ 3 đó, nhớ không? Chúng ta phải nhớ hàm đẳng thức mũ 3 nha, a mũ 3 trừ b mũ 3 đó. A trừ b a bình cộng ab cộng b bình. Khi mà chúng ta dùng hàm đẳng thức rồi thì trong cái ngoặc của hàm thức là không có làm được nữa nha. Để đây a là x, còn b là mũ 3, phải đưa là 2y mũ 3 đó, hiểu không? Mới là 8y mũ 3. Thì này a đóng vai trò là x, b đóng vai trò là 2y. A trừ b công thức a bình à, cộng 2 cộng ab chứ, là x nhân 2y cộng b bình là 2y bình. Đó. Rồi cái đầu tiên chúng ta để lại. Cái thứ hai tính ra 2x nhân 2y là 2xy. 2y bình là 40 bình. Rồi sau khi dùng hạng thức là ngưng. Tại vì trong này không có khai, không có hạng thức đâu nha. Không có làm được đâu. Đó là xong. Hoàn thành. Hiểu ha? Rồi chúng ta qua cái câu này. Câu này có 4 hạng tử. Mà 4 hạng tử thì chúng ta nhớ, hiểu chưa? Như thế nào liên quan đến bốn hạng tử đó. Nhân tử chung trước đúng không? Nhân tử chung có hay không? Nhân tử chung bốn cái là không có nha. Rồi hạng thức cũng không ra hạng thức luôn, không có hạng thức dạng này, mặc dù có mũ 3 nhưng mà cũng không ra được hạng thức nha. Thường là có hai cái mũ 3 nè, có một cái rồi. Rồi dùng 3 1 hoặc là 2 2, ba là phải gặp cái bộ này, ở trong này không có nha. Rồi dùng 22 đó, chỉ hàng nào, hàng đầu nè, hàng sau nè,
sao biết được, làm viết mình quen hay như sao, giờ nó có số 4 hay số 4 rồi đó. À, để dấu trừ luôn à. Rồi cái này có hai hạng tử, đại nhân tử chung hoặc là hằng đẳng thức, nhân tử chung hoặc là hằng đẳng thức, thì cái này là nhân tử chung được chưa, x mũ 3 với x bình nè, đó, là giống nhau x bình, tách thành x bình nhân x. Rồi còn cái này có nhân tử chung là trừ 4 chứ không phải là 4 nha. Tức là mình đem số 4 ra ngoài hiểu không? Thì nó còn lại là trừ x cộng y. Nhưng mà người ta không có đem số 4, đem dấu trừ luôn luôn trước để dấu cộng. Mình đem dấu trừ ra rồi thì đây phải đổi dấu lại thành cộng. Cộng thì lại đổi là thành trừ. Quên cái này là sai hết bài luôn. Đúng không? Và cái này chúng ta đem nhân tử chung rồi, hai hạng tử nhân tử chung. Còn bên này nhân tử chung là gì? X bình. Cho x bình ra. Được chưa? Còn là x trừ y, thì tới đây nó còn hai hạng tử được chưa. Đấy. Thì hai hạng tử là nhân tử chung hạng đất, thì không thể hạng thức rồi, nhân tử chung nè để giống nhau là x trừ y không à. Đó. Đem x trừ y ra hiểu không à. Thì còn là gì, x bình trừ 4. Nhiều bạn nói tới đây là xong rồi, là coi như không điểm luôn, x trừ y là xong là đúng, nhưng mà x bình trừ 4 là chưa xong đâu, là hai hạng tử làm được tiếp đó, là nhân tử chung không có nhưng mà hạng thức đó, tiếp hạng thức gì rồi đúng không, a bình trừ b bình đó hiểu ha. Lúc này nè thứ ba đó, thì đây mình phải biết hạng thức là gì, x bình trừ mấy bình, hai bình ha, x bình trừ hai bình đó, đó thì x trừ y này là x cộng 2, x trừ 2. Rồi gì mới là hoàn hảo nè. Xong. À, tại vì x cộng 2, x trừ 2 là không làm được nữa. Đó, như vậy chúng ta mới hoàn thành được. Hiểu ha? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 3. Đó là liên quan tới bài toán thực tế. Chưa? Rồi, ta đi vào câu A trước. A là như thế nào? Một nghệ nhân muốn làm lồng đèn có dạng hai hình chớp tứ giác đều bằng hình bên. Hình bên không? Hai hình chớp nó đâu lại, thấy không? Cái định S ABCD, định S phải ngược lại á, hai hình chớp đâu lại, hiểu không? Rồi, hình bên là hình chớp tứ giác đều bằng hình bên. Cái này là đánh máy dư. Được. Câu 3 này đánh, được chưa? Rồi, tiếp theo. Cái gì? Biết hình vuông đáy ABCD có cạnh là 30 cm. Rồi, tức là cái tứ giác ABCD là hình vuông cạnh là 30. Đường cao mặt bên là SH. SH nó cho là 32 cm. Rồi, nó kêu tính diện tích xung quanh của hai hình chớp làm nên lồng đèn. Mình hiểu ha, hai hình chớp làm nên lồng đèn. Thật ra xung quanh nó có 8 mặt nữa nha. Ở trên là có 4 mặt. SAB, SBC, SCD, SDA. Ở dưới là S'AB, S'BC, S'DC, S'DA. Vậy mình chỉ tính một mặt thôi. Ví dụ mình tính SCD thôi. Được chưa? Mình nhân 8 lên. Đó là xong. Hiểu ha? Mà diện tích tam giác là lấy đáy nhân chiều cao chia 2. Nãy là đó rồi. Được chưa? Thì chúng ta tính diện tích. Đó. À, chúng ta tính diện tích của một mặt thôi, một mặt bên. À, cái lồng đèn này nó có 8 mặt, diện tích xung quanh của cả hai hình chớp lồng đèn trên thì diện tích một mặt bên thôi. Nè, một mặt bên. À, nó có 8 mặt
được chưa? Tám mặt bên này. Là mình lấy đáy nè, 1 phần 2 nè. Đáy là gì? CD là 30, chiều cao là nhiêu? 32. Rồi mình tính ra 1 phần 2 là 0,5 nhân 30 nhân với 32 là 480. Đơn vị là cm vuông, hiểu không? Rồi chúng ta mới tính cái diện tích xung quanh đó, của hai hình luôn, lồng đèn. Mình tính diện tích mặt bên SCD đi. SCD cũng được. SCD. Rồi, vậy mình nhân 8 lên. 8 nhân cho 480, tại vì những cái mặt kia nó bằng nhau hết nha. Mình báo luôn. Vậy mình lấy 480, mình nhân cho 8. Nó sẽ bằng là 3840 cm². Đó, rồi, các bạn hiểu câu này chưa? Rồi, hiểu chưa? Dễ mà đúng không? Rồi, thì sẽ qua câu B nha. Biết lượng giấy hao hụt để dán một cái lồng đèn bằng 10% diện tích xung quanh của hai cái hình chớp. Hao hụt là sao? Tức là hao hụt là nó mình trong quá trình mình dán á, không phải là mình dán đủ, tức là nó bị hao hụt, bị hư á, hư 10% so với diện tích xung quanh. Thì mình có diện tích xung quanh là đúng không, hư 10% là mình sẽ cộng thêm 10%. Tại sao cộng không trừ? Tại vì mình phải dùng dùng dư 10% mà mình mới làm được, chứ còn dùng thiếu thì sao làm. Là mình làm 110% là nó dư cho 10% để nó hao hụt 10%, bỏ đi 10% nó còn lại đủ 100%, hiểu chưa? Vậy hỏi nghệ nhân nó cần chuẩn bị bao nhiêu mét vuông giấy để dán 10 cái lồng đèn. Nó cho hay chỗ này là 10 cái lồng đèn chứ không phải một cái lồng đèn. Vậy mình sẽ tính diện tích hao hụt một cái lồng đèn trước, hiểu không? Vậy mình tính diện tích để giấy để dán một cái lồng đèn trước, rồi mình nhân 10 lên thành 10 cái lồng đèn, hiểu không? Đó. Tức là ta có là diện tích ha, tức là chúng ta phải tính một cái lồng đèn thôi, được không? Đấy là diện tích giấy cần để làm, giấy cần để làm một cái lồng đèn thôi. Làm từ từ cho mấy em hiểu á, là mình sẽ nói là hao hụt 10%, tức là mình cộng thêm 10% vô để nó giật 10%, nó lại còn đúng 100%, đúng không? Của 3840, tức là mình lấy cái số đó mình nhân với một cái một á, 100% cộng 1% là 1,1, là 4224. Đó. Rồi sau đó mình nhân 10 lên, tại vì nó kêu mình tính là 10 mà, đúng không? Đó, nhân 10 lên, 10 cái lồng đèn, 10 lên, tức là lấy 10 nhân với 4224 là bằng 4224 không à, đó, cm². Rồi nhưng mà nó hỏi bài này mình sẽ bị gãy, rất nhiều học sinh bị sai bài này. Nó hỏi là mét vuông đọc gì đó, tới đây tưởng đâu mình đúng rồi đúng không, mừng quá, đề dễ quá, con làm được 10 điểm. Ra tới hồi chấm hỏi 9 điểm rưỡi thôi, ví dụ đúng mấy cái kia hết, tại vì đây là mét vuông. Thì mình muốn đổi cái gì, mét vuông hay mét khối gì, thì chỉ cái công thức phải nhớ là cái công thức cơ bản là phải nhớ nha. 1 mét nó bằng là nhiêu, 10 cm, 100 cm. Em không thuộc cái này là thôi khỏi đổi luôn. Em muốn đổi mét vuông đúng không? Em mũ 2 lên. Ở 100 mũ 2 lên, hiểu không? Rồi, thì đây thì cái gì? 1 mũ 2 là 1, 1 mũ 2 là 1, khỏi ghi 1, thấy không? Mét mũ 2 là mét vuông. Còn 100 mũ 2 là nhiêu? 1.000 bấm máy đó đó. Tức là ví dụ đổi nửa mũ 3 cũng tương tự vậy, phải không? Tức là ở đây mình muốn đổi từ cái cm vuông ra mét vuông, mình phải chia cho gì, mét thì ra cm thì mình nhân, còn ngược lại là chia cho 10.000. Lấy cái số này nè, 4220, 4 2 2 4 0 chia cho 10.000,
gì? 4 2 2 4 không rồi. Nó ra là gì? 4,224. 4,224. Đó, gì mà đúng nha. Rồi, cẩn thận nha. Đó không thôi là mất điểm quan đó. Được chưa? Câu này là không khó nhưng mà dễ bị mất điểm nếu ẩu. Rồi, có gì thắc mắc thì hỏi nha em. Đó, chúng ta đi vào câu tiếp theo. Câu số 4. Là như thế nào? Có hai cái thùng giấy hình hộp chữ nhật A, B. Hình hộp chữ nhật A, B có chiều dài, chiều rộng và thể tích như hình vẽ. Vậy cái hình hộp thứ nhất mình hiểu làm sao? Hình hộp thứ nhất mình hiểu làm sao? Tức là ở đây, hình hộp thứ nhất chiều dài, chiều rộng, chiều dài ở đây nha, hiểu là cái chiều dài của nó xem như là x đi, chiều rộng của nó là nó nằm khúc ở trong đây nè, nó giống như là mình cái không gian mình phải hiểu nha, nó giống như nó nằm khúc trong vậy đó, hiểu không? Đó, giống như cái hình hộp nó nằm khúc ở trong vậy đó, thì cái cạnh này nó bằng cạnh này là 2 dm nè, đó là giống như là chiều rộng đó. Còn chiều cao của nó là mình chưa biết, đúng chưa? Chiều cao nó là cái chỗ này nè, không biết nha. Còn cái hình hộp nhỏ, chiều dài là y, chiều rộng là nhiêu? Chiều rộng là 2 dm. À, nhưng mà chiều cao cũng không biết luôn, nhưng mà nó cho thể tích. Thể tích tức là gì? Dài nhân rộng nhân cao, dựa vào đó để mình tính cái còn lại, hiểu ha? Đó, rất là dễ nhưng mà không phải ai cũng biết, đúng chưa? Rồi, chúng ta hiểu ha. Để tính cái bài này chúng ta phải nhớ công thức. À, thể tích của hình hộp, được chưa? Nhớ thể tích hình hộp là như thế nào? Hình hộp chữ nhật á, thể tích nha. À, thể tích à, hình hộp chữ nhật là bằng dài nhân rộng nhân cao. Dài nhân rộng nhân cao. Ví dụ bây giờ mình tìm cao sao? Ví dụ mình tìm cao mình lấy gì? Lấy thể tích. Không, chữ thể tích đi, hình hộp chữ nhật, hiểu không? V, hình hộp chữ nhật. Đó, mình chia cho dài nhân rộng, mình tìm giống như mình tìm x vậy đó, hiểu không? Đó, mình lấy cái này chia cho dài nhân rộng. Vậy thôi. Đơn giản mà. Đó là công thức suy ra. Đó. Cho nên nó kêu mình hãy viết biểu thức này, chữ biểu thức nha. Rồi thức gì kêu mình viết biểu thức tính phần trên là chiều cao của thùng A sẽ bị thùng B. Phần trên là tức là biểu thức mà tính phần trên là tức là phép gì mấy bạn biết không? Phép hiệu. Phép hiệu là phần trên lệch, giống như anh đó với cô đó trên lệch bao nhiêu tuổi, thì ví dụ anh đó 30 tuổi, cô đó 25 tuổi thì trên lệch nhiên là 30 trừ 25 là nó 5. Nhưng mà cái biểu thức này là không phải là con số, nó có dính đến chữ x y trong đó, hiểu ha? Tức là biết biểu thức chữ trên lệch chiều cao thì chúng ta hiểu là chiều cao của cái thùng A là đó, hiểu không? Cái chiều cao là mình lấy cái gì? Lấy thể tích của cái thùng A chia cho dài nhân rộng. Thể tích để cho cái thùng A là 15, nó nhìn thấy số 15 để mét khối không? À, dài là nhiêu? Dài là x. Rộng là nhiêu? Rộng tức là 2, vậy ta để 2 trước thì x sao? Đó, rồi, hiểu không? Đó là đơn vị decimet. Được chưa? Còn chiều cao của cái thùng B à, là mình lấy thể tích của nó là 7,2 chia dài nhân rộng, là rộng nhân dài cũng được, 2 nhân y, được chưa? Rồi decimet à, rồi mình mới tính là cái độ trên lệch nha, biểu thức phần trên lệch à,
cái thùng nào đứng trước, thùng đó nói thùng A trước hơn thùng B, vậy mình nhìn vô cái này mình biết hơn là bự hơn mà, đúng không? Cho nên mình phải lấy A trừ B nha, là lấy 15 phần 2x trừ cho 7 phần 2 phần 2y, cũng là đơn vị là mét luôn, decimet nha. Đó, coi là câu A chúng ta xong, hiểu chưa? Chúng ta đi vào câu B. Hỏi là khi x bằng 3 decimet, y bằng 2 decimet, tính xem thùng A cao hơn thùng B bao nhiêu. Thì mình thay vô đây nè, hiểu không? Đó, mình thay x bằng gì? 3 decimet và y bằng gì? 2 decimet. Đó chính là chiếc là cao hơn. Vào kiểu thức. Thức này nè. À, ta được. Đó, mình ghi cái đó lại là lấy 15, 2, x là 3, trừ 72 nhân 2, y là 2, và máy tính bấm ra. À, 15 chia 2 nhân 3 trừ 7,2 chia 2 nhân 2 là bằng 0,7, được chưa? Decimet. Rồi xong, mình kết luận nha. Vậy thùng A cao hơn thùng B là 0,7 dm. Rồi là chúng ta hoàn thành xong câu 4. Rồi chúng ta chuẩn bị vào câu hình cuối cùng. À, cái câu này nó kêu chứng minh tứ giác gì? A, H, M, N là thôi nha. Để đánh máy nó bị thiếu đó. Rồi. Ta đi vào câu số 5. Số 5 như thế nào đây? Rồi, ta sẽ vẽ cái hình nó ra. ABC vuông tại A, AB nhỏ hơn AC, có AH tại đỉnh cao. Để coi có cái hình nào giống hình lấy luôn cho nó nhanh. Đây, gọi là đó, đây tam giác ABC vuông tại A, AB nhỏ hơn AC, được chưa? Giống luôn. À, H là đường cao giống luôn, kẻ HE vuông góc AB giống luôn, F vuông góc AC giống ngay cái hình luôn. Với những bài nó bị giống như nó trùng với nhau về cái hình vẽ vậy đó. Khi chứng minh AEHF là hình chữ nhật, quá dễ đúng không? Bỏ hai hình chéo này nha. AEHF là hình chữ nhật. Ở cái bài này chúng ta đã cũng làm mấy cái đề kia là chúng ta biết làm rồi, đúng chưa? Thì sau khi làm chữ nhật đó là mình quỷ nháp đó, mình tô vô cái màu để cho mình hiểu, coi chừng nó dùng cho mấy cái sao cái hình học là nó có liên quan, được chưa? Đó, AEHF là hình chữ nhật. Thì mình sẽ sử dụng cái gì nãy chúng ta học rồi, sử dụng ba góc vuông quá quen ha, khả năng thầy trình bày cho nó nhanh. Thì nó có tam giác ABC vuông tại A, đó là giả thiết, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ suy ra được đó là gì, AB nó vuông với AC, thì vuông tại A thì hai cạnh nó vuông với nhau. Đó, mình rút ngắn lại là AE nó vuông với gì, AF, vì E nó thuộc vô AB, F thuộc vô AC. Thì mình sẽ suy ra được cái góc gì?
là A, E, A, F bằng nhiêu độ? 90. Đúng chưa? Đấy. Thường hình những cái câu về hình này nó giống giống nha. Nhưng mà chủ yếu là câu B với câu C hay không. A là dễ. À. Rồi tiếp theo nó cho là HE vuông góc với AB là E. Đó, kể là có HE vuông góc với AB là E là giả thiết. Vậy mình rút ngắn lại là HE nó sẽ vuông góc với gì thôi? AE thôi. À, vì E là thuộc AB. Để mình lấy cái góc AEH là 90 độ. AEH là 90. Rồi, tiếp theo. Chúng ta cũng bắt chước. Được không? F vuông góc AC là F. Là F vuông góc AC là F cũng giả thiết. Thì ta sẽ là HF sẽ vuông góc với AF vì F thuộc AC thì cái góc AFH là 90. Đó, rồi chúng ta mới xét cái tứ giác giống như đề bài yêu cầu AEHF. Tứ giác này ha. Có ba góc vuông. Góc thứ nhất A, E, F bằng 90. Góc thứ hai A, E, F, A, E, H là 90. Cũng chứng minh trên. A, F, H bằng 90. Cũng chứng minh trên. Đó là làm kỹ mấy cái đề lại nha. Đó, để cho chúng ta nhớ rõ mỗi tuần là nó có ba đề để cho mình. Tại vì mấy em cũng mới học, đúng ra mấy em học từ đầu rèn luyện nhiều rồi. Mới vô giai đoạn này là đúng không? Tứ giác AEF là hình chữ nhật. Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật nha. Rồi là xong. Nghe có ba góc vuông. Cái nào mà quen thuộc thì thầy không có chiếu lý thuyết về nữa. Cái nào mới thì chiếu. Rồi lý thuyết thầy có gửi cái file và tự mình đọc nha. Rồi chúng ta đi vào câu B. Câu B như thế nào đây? Rồi. Coi chừng hình chữ nhật nó sử dụng cho cái câu B. Chuỗi cái điều đó tính chất hình chữ nhật là những trang đối song song bằng nhau có bốn góc vuông hay đường chéo bằng nhau. Nhớ nha. Rồi lấy điểm M đối xứng với A qua F. Qua F đúng không? Là qua đâu thì đó là trung điểm đó. M đối xứng với A qua F. Thì đây, F là trung điểm của AM. Được ha. Đó. Đó là tính chất đối xứng tâm. Còn đối xứng trục là khác, đừng trung trực nha. Rồi, chứng minh tứ giác. Giờ mình thấy vừa vuông này thấy không? Vừa vuông là tại trung điểm không có chỉ rồi. Là cái gì hiểu ha, nó là đường trung trực đó. Tứ giác EF MH là hình bình hành. EF MH là hình bình hành, nói này lại. Hiểu ha? Đó, mình cần chứng minh cái tứ giác đó là hình bình hành. Được chưa? Mình sẽ tô cho mẹ em hiểu để cho em phân biệt ra. Để hòa mình dùng cái câu tiếp theo nó sẽ sử dụng đó. Rồi, làm sao mình chứng minh nó là hình bình hành đây? Thì cái dấu hiệu nhận biết hình bình hành mình nó có là bốn dấu hiệu. Hai cặp cạnh đối, các cặp cạnh đối song song. Cụ thể là hai đó. Hoặc là các cặp cạnh đối bằng nhau. Hoặc là một cặp cạnh đối song song bằng nhau. Hoặc là hai đường chéo cách nhau là trung điểm mỗi đường. Bài này thì không thể nào dùng hai đường chéo rồi. Vì sao không dùng được hai đường chéo? Vì cái đường chéo này chưa có, mình tạo ra là mình hơi bị mệt mình đấy ha. Thêm cái này vô nữa là không có ra đâu. Vậy bây giờ mình dùng cái gì mà mình phải khai thác được cái F là trung điểm này nè. Được chưa? Đó, thì ta biết rồi. Đúng chưa? Chúng ta phải lấy cái hình chữ nhật hồi nãy đó. Chúng ta phải nghĩ đến hình chữ nhật nó liên quan đến cạnh EH nè. EH nè. Nó bằng với AF. Hai cạnh đối. Đúng không? Hình chữ nhật là tính chất.
và do nó có tính chất đối xứng là M đối xứng với AF thì F là trung điểm cho nên FA bằng FM. Đó, vậy chúng ta có cái sự là EH với FM nó bằng nhau. Đúng chưa? Và nếu chúng ta nghĩ tới hai cái cạnh này mà chúng ta nghĩ tới chứng minh nó song song bằng nhau là chứng minh tích tết đưa ra. Vì sao biết không? Không có cơ sở. Giờ chúng ta cũng dùng tính chất hình chữ nhật tiếp. Là gì? Hình chữ nhật là EH nó cũng song song với gì? AF. Đó, hai cạnh đó sau đó mình kéo nó qua. Song song AF chính là song song với FM. Đó. Rồi là xong. Thì chúng ta có đủ hai điều kiện. Được chưa? Thứ nhất là nó song song bằng nhau. Song song và bằng nhau và song song. Thì nó là hình bình hạnh. Bây giờ nhưng mà quan trọng em phải khai thác được cái gì? Hình chữ nhật ở câu A này nè. Lấy cái tính chất nó để làm cho câu B và kết hợp với thêm cái điều kiện đối xứng nữa. Đó, mới xử hai cái này nó mới là kết luận được cái hình thành. À, em cần phải chú ý, hiểu không? Đó, chỗ này là mình lấy cạnh này. Đó, mình cho bằng cạnh đó rồi mình chữ song song, đó là xong, hiểu ha? À, nó không có khó đúng không? Nhìn chung là chúng ta làm 10 điểm rất là dễ. Đó. Rồi. Nha, chúng ta sẽ qua câu tiếp nha. Ta có gì? Tứ giác. Đấy câu A đó. Đấy cái tứ giác là A, E, F là hình chữ nhật. Chưa? Là câu A. Thì ta dùng cái tính chất song song trước đi. Ha, dùng song song trước. Tức là E, H. Nó sẽ song song với A, F. Ồ, tính chất của hình chữ nhật. Rồi, chúng ta kéo qua. Không thích AF nha. AF không phải là cái cạnh của hình bình hạnh. Là FM hay là MF cũng được. Đó, vì F nó thuộc vô AM. Đúng không? Rồi, mình có được song song rồi đó. Bây giờ mình sẽ chứng minh nó bằng nhau. Cũng ghi lại tứ giác hình chữ nhật. Được chưa? À, mình sử dụng cái tính chất là E ha. Nó sẽ bằng với AF là hai cạnh đối hình chữ nhật nó bằng nhau. Để đó đi. Đặt nó là nãy giờ có số mấy chưa? Chưa đúng không? Đặt nó là số 1 đi. Để hồi bắt cầu qua để cho cạnh kia bằng. À. Chúng ta có cái gì? M điểm M là điểm đối xứng này. Điểm M đối xứng với điểm A của F. À, cái này là đối xứng tâm. Năm lớp 7 chúng ta biết rồi. Được chưa? Thì F chính là cái gì của AM, F là trung điểm của AM. À, cái này là cái tính chất đối xứng tâm. Rồi trung điểm. À, đối xứng thì nó có tính chất đó. Rồi, vậy chúng ta có được là AF nó sẽ bằng là MF do cái tính chất của trung điểm. Đúng không? Từ cái đối xứng này nè, suy ra được trung điểm là tính chất của cái trên. Còn từ cái trung điểm này suy ra được bằng nhau là tính chất của cái trung điểm. Nhớ kỹ đó nha. Có nhiều người ta bỏ qua cái này luôn. Nhưng mà không nên. Đi gì đi. Rồi chúng ta có được hai cạnh đối nè. Song song bằng nhau nè. À, cái này ta đặt số 2 đúng không? Từ 1 và 2 ta bắt cầu qua. Giờ AF bằng bắt cầu EH nó bằng MF nha. Tức là từ 1 và 2 ta sẽ ra được EH nó bằng MF do nó cùng bắt cầu qua hàng gì? AF. Rồi có đủ hai điều kiện nè. EH song song MF và EH bằng MF thì chúng ta mới xét cái hình bình hạnh đó, xét cái tứ giác đó đó. Cần chứng minh nó hình bình hạnh nha. EFMH có hai điều kiện. Thứ nhất EH song song MF chứng minh trên. Thứ hai EH bằng MF chứng minh trên. Rồi khi đủ hai điều kiện song song bằng nhau thì chúng ta sẽ suy ra được cái tứ giác đó đó. EFMH là hình bình hạnh. Tức là gì? À, hình bình hạnh, dấu hiệu nhận biết hình bình hạnh. Nha. Rồi xong. Thì chúng ta cũng quan tâm coi chừng cái hình bình hạnh này thôi.
dung cho cái sao câu C, được chưa? Đó. Câu C, câu C này để coi, để đánh máy cái này nó bị à, câu C nha, từ M cái đường thẳng song song lại H, đường thẳng này cắt N, à, thì đánh máy copy nó bị dư. À, đó. Từ M cái đường thẳng song song lại H, đường thẳng này cắt F tại N rồi. Rồi nó bị dư, do là copy, hiểu không? Cái đề copy vừa dục vô, bát vô 2 lần cho nó nhảy hai hai cái trục như vậy. Rồi, sẽ qua câu C nhé. C như thế nào đây? Như vậy, cái hình thoi của chữ, à, cái hình bình hành của chữ sử dụng. Thì hình bình hành này sử dụng cái gì? Những cái góc đối của hình bình hành nó bằng nhau. Hiểu không? Góc đối, tức là góc E với góc M, góc F, góc H. Có thể dùng nha, những bài toán khó là dùng đấy. Cái thứ hai là những cạnh đối nó song song bằng nhau luôn. EF này nó song song MH cũng bằng MH. Còn EH song song với FM bằng FM là biết rồi. À, đó là do chứng minh. Và hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường luôn. À, nhưng mà này chưa có cái đường chéo M, cho nên chúng ta cũng cần quan tâm. Để như có chúng ta biết dùng. Được chưa? Rồi, từ M kẻ đường thẳng song song với AH. M này, AH đâu? À, nói AH lại. Đúng không? Kẻ song song với nó. Song song. AH. Đường thẳng này cắt tia HF tại N, HF kéo ra. Được chưa? Cắt tia HF. Đó. Cái này rất là nhiều người không biết là, tức là hai thằng này song song nè. Vậy thì cho một cái màu đặc biệt để cho em còn nhớ cái sự song song nha. Tức là màu xanh đi. Tức là xanh này, tức là song song đó. Để hồi mình quên. Cái sự song song để làm gì? Để có thể sử dụng song song, so le đồng vị đồ này nọ, đúng không? Đấy, nhớ nha. Xanh nó tức là song song. Đấy. Rồi. Cái này nó sẽ cắt tại N nha. Cắt HF tại N. Rồi nó kêu chứng minh tứ giác AHMN. AHMN là hình thoi. Thoi nha. Rồi. Là chứng minh hình thoi là sao? Chứng minh hình thoi đây có bao nhiêu cách chứng minh hình thoi, được chưa? Và chúng ta phải nhớ là dấu hiệu những cái hình thoi, hình thoi à đây đó, hình thoi là hình có 4 cạnh bằng nhau, nếu có chúng ta nhìn dấu hiệu nó thôi là chứng minh nó hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau, đó là dấu hiệu thứ nhất. Hoặc là hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nhau, hoặc là hình bình hành có 1 đường chéo là được phân giác, hoặc là hình thoi là hình có 4 cạnh bằng nhau là dùng định nghĩa, nếu có 4 cạnh bằng nhau là hình thoi, đúng không? Còn cái định lý này là cái tính chất của hình thoi nha, tức là trong cái dấu hiệu nhận biết hình thoi nó có 3 cái kết hợp với cái định nghĩa. Cái định nghĩa là mình ghi dấu hiệu cũng được hay là mình ghi định nghĩa cũng được, nhưng mà mấy cái này mình nên ghi dấu hiệu, được chưa? Rồi, hồi xưa sách cũ là nó ghi chung luôn, định nghĩa nó ghi chung. À, giờ sách mới nó tách ra vậy. Rồi vậy mình nhìn vô cái hình này mình sẽ dùng cái nào, đúng chưa? À, dùng cái nào để làm được cái bài này, làm sao mình biết dùng cái nào, đúng không? Đó, cái khó là chỗ đó, nhưng mà nó sẽ có cái mấu chốt là mình hát có cái sự song song không, đề cho xanh xanh là song song, được chưa? Song song cái gì, song song làm cho cái gì, đúng chưa? Thì song song ta nghĩ đến so le đồng vị bằng nhau,
Tờ le đâu? Đây nè. Học nè. Tờ le đâu nữa? Đây nè. Hết. Đúng không? Rồi, không có đồng vị nha. Rồi. Xong xong. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ nghĩ tới phương pháp gì? Tức là nó cho này kéo ra thôi, chứ không có. Tức là chúng ta thấy cái sự song song thôi, còn cái cường hãnh này kéo dài ra cắt cũng không khai thác được cái gì. Đúng không? Vậy nó kêu mình chứng minh hình thôi. Thì theo như em nghĩ hình thôi là dùng cái gì? Nó đều ba cái là hình bình hành hết nè. Dùng cạnh bằng nhau là không thể đâu. Vậy mình chứng minh nó hình bình hành trước đi. Nhưng mà mình nhờ nhà hai đường chéo nó vuông góc nè. Thấy không? Có sẵn chưa? Đó, vì mình chọn cái vị trí này là hay nhất nè. Đúng nè. À, chúng ta thấy có hai đường chéo nó vuông góc. Thấy hai đường chéo vuông góc không? Nè, vuông ở chỗ này nè. Đó, tức là HF này nó vuông với AC mình kéo ra. HN vuông với AM. À, là có vuông rồi. Như vậy mình chỉ cần cái gì thôi? Hình bình hành là đủ. Đúng không? Mà hình bình hành trong trường hợp này, sao chứng minh hình bình hành? Chết là chết hình bình hành. Thì chứng minh hình bình hành, mình thấy cái đặc điểm là hình bình hành này có hai đường chéo cắt nhau rồi, tại F. Mình chỉ cần chứng minh là F là trung điểm của hai đường chéo là ra. F là trung điểm của AM mình có rồi, chỉ cần chứng minh F là trung điểm của HM là xong. Tức là cần chứng minh FH này nè nó bằng FN, mà chứng minh hai cạnh này bằng nhau là xong, đúng không? Sao biết chứng minh cái đó hay gì? Làm chứ cũng quen. Tại vì ta thấy có cái sự liên quan đến cái chữ F. Tại vì nó liên quan đến góc. Tức là mình dùng hai tam giác bằng nhau nè. Dùng tam giác gì? F nè, H. FHA, tam giác đã chưa? Và tam giác FN, FN gì? FNM, đó. Tam giác này vuông không? Góc vuông đối đỉnh nè. Góc H1 nè. Hiểu không? Bằng với H2. Hay mình dùng A1 đi. A1 bằng với E1. To le. Và FA nó bằng FM là do trung điểm. Vì hai tam giác này bằng nhau không? Lớp 7 học rồi đúng không? À, bằng nhau theo trường hợp gì? Cạnh à, góc cạnh góc vì tương ứng là FH nó sẽ bằng cạnh gì? FN đó, hiểu không? Dùng FH và FN gì? HF chính là trung điểm của HN, là trung điểm của HN cũng là trung điểm của AM, cho nên cái tứ giác này là hình bình hành. Hình bình hành có thêm hai góc vuông, hai đường chéo vuông góc là hình thôi đó, hay không? Cái sự song song chỗ này là khai thác cái gì? Cái góc so le bằng nhau nè. Em không nhớ lớp 7 sự song song so le, em cũng không hiểu sự song song này làm gì, rồi có bài này cũng ao luôn. À, đó là hứa thì vẫn dựng dạy, nói chung là không dễ đúng không em? Không dễ, làm nhiều chúng ta mới có kỹ năng. Nhớ nha, làm nhiều mới có kỹ năng được. Rồi em yên tâm đi, cái này không khó đâu nha. Kinh nghiệm của lớp 8 thầy dạy là biết, là năm rồi là học kỳ 2 thì dạy là mười mấy bạn thi 10 điểm không? 10 điểm đó. Thi học kỳ là được 10 điểm mười mấy bạn, mấy bạn cũng biết mấy bạn đó không được. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ xử lý bài toán này theo cái hướng giống như thầy hướng dẫn nha. Thì đầu tiên cái sự song song này, em sẽ có hai cái góc này nè, ở vị trí gì? Đồng vị, ở sau đây nè. Đó. To là trong à. Được chưa? Rồi hai giác vuông có trường hợp cạnh góc cạnh, được chưa? Để mình suy ra hai cạnh tương ứng nó bằng nhau đó, để cho nó là trung điểm, hiểu không? Rồi ở trung điểm thì mình mới suy ra nó được hình thôi, đơn giản như vậy thôi, nhưng mà không phải bạn nào cũng nhìn ra được đâu. Bây giờ cho nên mình phải ngồi mình phải nghiên cho kỹ, là học thuộc cái lý thuyết dấu hiệu nhận biết cho thật kỹ, rồi những cái gì thì chỉ hết rồi đó, rồi từ đó chúng ta mới xây dựng lên được cái cơ sở để làm này, chứ không phải tự nhiên mà ngồi cái nhìn nhìn cái tới đi thi làm được dễ gì. Em mà không rèn luyện là đi thi em quên hết, hiểu không? Khó lắm, được chưa? Phải rèn luyện thật nhiều á. Rồi, dẫn câu C nha. Ở đây, đầu tiên thầy sẽ dùng song song trước nè. Được chưa? Ta có là gì?
M N đúng không? Đấy. Song song với AH. Dùng cái từ ta có đi ha. MN song song với AH. Đấy. Là do giả gì? Giả thiết đúng không? Kẻ đường thẳng song song với H đó để mà cắt đằng kia lại N. Và hai cái góc sơ lê trong nó bằng nhau đúng không? Này góc sơ lê trong là góc nào? Góc F A H F A H đây cái góc F A H không? Đó. Mình dùng F H A còn thì tương ứng góc kia cũng được, thôi dùng góc nào cũng được. F A H này nó sẽ bằng góc là và dùng cái từ và nha. F N F M N chưa? F M hai góc này là ở vị trí lớp 7 biết ha, ở vị trí gì? Cho lên trong theo như lớp 7 đúng chưa? Nếu hai đường thẳng song song tạo ra được cặp góc so lê trong thì cặp góc so lê trong hoặc là cặp góc đồng vị thì nó sẽ bằng nhau, hiểu không? À, tức là hai cái cặp góc này sẽ bằng nhau, cái này là cái tính chất của hai đường thẳng song song. Okay. Và hai góc này bằng nhau để dùng cho hai tam giác bằng nhau đó. Và hai tam giác bằng nhau là chúng ta hiểu là sẽ dùng cái gì? Dùng ba đỉnh đó. À, xin lỗi, góc cạnh góc chưa? Rồi nó sẽ xét cái tam giác nào đó là cái tam giác là F A H, lấy luôn cái góc đó làm tam giác đó luôn, nó đẹp. F M N đó nha, cái góc đầu tiên bằng nhau đúng không? Đó là chứng minh trên. Góc thì phải xen giữa tới cái cạnh nè, cái cạnh là F A thì bên kia là F M. F A bằng F M là trên nãy chúng ta có rồi nha, cái câu trên nè. F A bằng F M này nè, F A bằng F M. AF bằng MF cũng vậy thôi à em ơi, em ghi AF bằng MF cũng được luôn. Rồi AF bằng MF đó là ở câu gì? Câu B. Rồi tới cái góc tiếp theo là đối đỉnh nha. Tức là góc AFH đó. Đúng không? Góc AFH. AFH là hay không? Góc AFH không? A F H thì bên kia phải tương ứng đọc không, tương ứng là chết á. AFH là giữa đầu cuối thì đây phải là MFN nè. Phải cố gắng đọc cho nó tương ứng nha. Đó, hai góc này là lớp 7 học rồi. Hai góc này là đối gì? Đối đỉnh. Đối đỉnh là bằng nhau đúng không? Rồi vì chúng ta có được hai tam giác có đủ ba điều kiện, hai góc và một hai góc và cạnh xen giữa thì hai tam giác này theo như lớp 7 chúng ta học bằng nhau, đúng chưa? Theo trường hợp gì? Hai góc xen giữa một cạnh gọi là góc cạnh góc, đúng chưa? Rồi ta sẽ suy ra hai cạnh tương ứng đó là FH nó bằng với FN, đó là hai cạnh tương ứng. Hai tam giác bằng nhau thì những góc tương ứng và những cạnh tương ứng bằng nhau. Như vậy FH mà bằng FN thì F là trung điểm của gì? Trung điểm của HN. Rồi thì chúng ta cần chứng minh nó là hình bình hành trước, được chưa? Thì chúng ta sẽ xét cái tứ giác giống như đề nó muốn hình thôi, như thế nào đặt giống như vậy luôn, đừng đặt khác tên. Bạn đặt khác thì nó kỳ lắm, bạn đặt theo cái thứ tự này luôn đó nha. Là hồi nãy á, là F là trung điểm của AM á, là ở câu B, câu B mình có F là trung điểm của AM nè đó, thấy chưa này không? F là trung điểm AM nè, đó là câu B nha. Còn ở dưới á, là F là trung điểm HN là chứng minh trên, hiểu không? Tức là trung điểm của hai đường chéo thì theo như dấu hiệu nhận biết hình bình hành, đúng chưa? Đó là dấu hiệu số số 4 cuối cùng á, là cái tứ giác này sẽ là hình bình hành, hiểu không? Tứ giác đó AHMN là hình bình hành chưa? Là dấu hiệu nhận biết. Rồi hình bình hành thì nó có tính chất là như thế nào? Là hình bình hành thôi chứ gì giờ đó, không có đặt dưới chơi, xin lỗi nha, chỉ là chúng ta chứng minh hình thôi mà, tới đây là chúng ta được bước rồi, được chưa? Đặt nó là số 1, 2 là số mấy đây? Số 3.
thêm điều kiện hai đường chéo vuông góc nữa là xong, đúng chưa? Thì chúng ta có là gì, ta có đó là cái hằng HF hồi nãy nó vuông góc với AC là do giả thiết đúng không? Đây nè, trên đầu nè, F vuông góc AC đây nè, đó là giả thiết. Vuông góc AC tại F đó là giả thiết đó, hiểu ha? Đó, vì chúng ta sẽ kéo qua, tức là HF chúng ta kéo dài ra, đúng không? Kéo dài ra là hành H gì? HN. Còn AC chúng ta lại kéo ngắn lại ha. Kéo ngắn lại cái kia, kéo dài này kéo ngắn lại thành AM thôi, để cho nó lọt trong hai đường chéo mình thôi á, hiểu chưa? HN thì mình kéo ra thì mình phải ghi F nó thuộc vô HN. À. Và F AC mình kéo thành là AM thì mình phải ghi là em thuộc AC. Đó là, sao trên trường em đâu có ghi gì không? Cô em dễ bỏ này luôn. Được không? Được, được. Em thích làm sao cứ làm, thầy thích gì đó. Rồi, đó là cái tùy mỗi người, hiểu không? Thì là hai đường chéo vuông góc đây. Đặt nó là số 4. Đó, hình bình hành có hai đường chéo vuông góc vậy từ 3 giờ bộ kết luận hình thoi nè, thì là tứ giác này là hình thoi. Cái này là gì? Dấu hiệu nhận biết hình thoi đấy, là hoàn thành trong câu cái đề này đó, rất nhẹ nhàng và rất là hay. Mỗi đề nó đều có cái hay riêng, đúng chưa mấy em? Đó, thầy cũng rất là lọc lựa, rất là kỹ chưa, hoàn thành xong đề nha.